anh em, thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đấy mà chúng ta đã đi được một nửa chặng đường mùa năm rồi. Điều mình cảm thấy buồn nhất là có khá nhiều anh em vì dịch mà không thể chơi đấu trường chân lý được khi tiệm nét bị đóng cửa. Chỉ hy vọng là các bạn sẽ không mất đi niềm đam mê và vẫn sát cánh cùng cà phê nhân phẩm trong hành trình trải nghiệm game. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại danh sách quân cờ nổi bật nhất của đấu trường chân lý trong nửa đầu mùa năm. Để xem chặng đường chúng ta đã đi qua, có những anh tài nào góp mặt nhé. Cà phê nhân phẩm hiện đã có fanpage và cả TikTok. Anh em cờ thủ nhớ follow qua đường link dưới phần mô tả để tăng thêm nhân phẩm mùa mới nha. Vayne đã xuất hiện 5 mùa liên tiếp. Ngoại trừ mùa 3, còn lại thì cô ta luôn có giá một vàng. Tuy vậy, Vayne vẫn là một trong những chủ lực khó có thể thay thế được. Vì sao à? Đó là bởi cơ chế bị động của cô ta cung cấp một lượng sát thương chuẩn vô cùng ổn định. Và chỉ cần lên 3 sao lắp đồ chuẩn thì Vayne có thể gánh cả team luôn. Trong nửa đầu mùa năm, Vayne khá im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên đó là chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Sau đấy cô ta nổi lên như một vị thần bởi sự bá đạo. Lý do nằm ở trang bị găng liều mạng, thứ có thể cho phép kỹ năng của Vayne chí mạng, nhưng lại không xem đây là kỹ năng, nên Vayne không bị mất máu. Cùng với việc kết hợp thêm 6 suy vong, một con Vayne 2 sao thôi cũng đủ gánh cả team rồi, đưa chúng ta vào top 4 cực kỳ dễ. Đây là lối chơi cực kỳ thiếu fair play. Nó chỉ cần một món trang bị, ngoài ra thì cũng chả cần lên 3 sao, không cần kết hợp gì cao siêu cả. Đó là lý do mà Riot đã buộc phải giảm sức mạnh của Vayne khá nhiều, cùng với đấy là làm lại găng liều mạng. Nó khiến Vayne thất sủng một thời gian, rồi sau này mới quay trở lại khi được buff lên. Dẫu vậy, đây vẫn là quân cờ gánh đội của suy vong trong giai đoạn đầu mùa giải đấy. Hecarim là một trong những quân cờ thuộc loại chủ chốt nhất của suy vong, bởi nó quá cần thiết để làm chống chịu trong đội hình. Nhờ khả năng hồi máu bá đạo từ kỹ năng, kết hợp với độ trâu bò từ kỵ sĩ, Hecarim gần như không thể nào bị tiêu diệt một khi lên được 3 sao. Ngoài ra, một số món thuộc loại trấn phái của hắn như nỏ xét hắc ám, quyền năng hắc ám phát huy sức mạnh một cách khủng khiếp. Những món này cho phép hắn bổ sung lượng sát thương cực lớn thông qua khả năng chống chịu bá đạo. Nhiều người gần như ngay lập tức buông chuột khi phải đối đầu một con Hecarim 3 sao mà mỗi phát đánh thường sẽ cho một quân cờ lên bảng. Chính sự bá đạo quá đáng này đã dẫn đến việc hắn bị giảm sức mạnh cực nặng trong 11-13. Hút máu, sát thương cùng khả năng chống chịu đều bị giảm đi đáng kể. Sau này thì Hecarim thoáng le lói trong vài đội hình Hyperion cấp 6, nhưng không còn vĩ đại như xưa nữa. Mùa 5 là mùa giải mà đội hình sát thủ khá buồn, khi chúng không có quá nhiều đất diễn. Một trong những cánh chim đầu đàn là Katarina lại tỏa sáng khá mạnh mẽ, cả trong team sát thủ lẫn trong đội hình suy vong. Vẫn quay lại với mức giá 3 vàng, giờ đây Kata có cơ chế kỹ năng mới cho phép cô bay nhảy khắp sàn đấu với lượng mana ít ỏi. Với những món trấn phái như bùa xanh, vô cực, Kata sẽ ngay lập tức hô biến đối thủ lên bảng trong chớp mắt. Đặc biệt khả năng tấn công vào các mục tiêu ở xa trong góc, Katarina có thể kết liễu các chủ lực như Karma hay Draven. Đây là điều mà bất cứ đội hình nào cũng lo sợ. Bộ kỹ năng mới cũng không còn bắt buộc Kata phải được xếp chuẩn để nhảy vào giữa team địch nữa, mà có thể đặt ở bất kỳ đâu. Đây là một điều vô cùng thú vị, biến Kata thành một trong những carry rất nổi bật trong nửa đầu mùa năm. Đấng cũng là quân cờ đã xuất hiện xuyên suốt 5 mùa, và mùa nào cũng đáng sợ, mùa nào cũng gánh team cực kỳ lực. Mùa năm này cũng không ngoại lệ. Với mức giá 3 vàng, Yasuo trở thành chủ lực đáng sợ từ đầu đến cuối game. Chỉ với 40 mana, hắn có thể dùng chiêu liên tục với sát thương rất lớn, ngoài ra còn tích trữ thêm lượng sát thương chuẩn từ đòn đánh của mình, biến Đấng thành quân cờ chống tank cực mạnh. Thế là hắn được lắp cho các món trấn phái như Đại Bác Liên Thanh, Cuồng Cung để đứng ở vị trí an toàn và chém gục mọi đối thủ. Từ đầu đến cuối mùa năm thì dường như Yasuo chưa từng bị thất sủng một lần nào, dẫu cho nhiều lần bị giảm sức mạnh. Chỉ cần đưa hắn lên được 3 sao, xem như đội hình đã chắc chắn có suất trong top 4, và khả năng cạnh tranh top 1 là rất cao luôn. Nói đến những quân cờ ung thư giá 3 vàng, không thể không nhắc đến Lux. Cô ta là ngọn nguồn cho sự nổi lên quái đản của đội hình 6 thiên thần, bởi việc cứ đứng trong góc và bóc khiên liên tục khiến đội hình này gần như không thể bị tiêu diệt. Khi mà thiên thần càng về cuối, lượng chỉ số của kỹ năng và cả khả năng chống chịu càng tăng lên. Cho đến khi chỉ còn mỗi Lux thì cô ta cứ như là một con quái vật, bóp khiên và đánh cực kỳ đau, gần như chả quân cờ nào đủ sức đối đầu cả. Với những món trấn phái như thương Sojin, cuồng đao, Lux có thể gánh team với khả năng bóp khiên liên tục. Qua đấy cô ta cũng không thể bị đánh bại. Mãi đến bây giờ, khi trải qua 5 lần 7 lượt bị giảm sức mạnh, Lux mới phải nhường sân chơi cho các quân cờ khác thể hiện. Mordekaiser là một trong những quân cờ khó cân bằng nhất mùa này. Khi mà kỹ năng của hắn mang lại lượng giáp quá lớn,
đồng thời mỗi cú đập từ cây chùy gửi tặng đối thủ lượng sát thương khổng lồ. Đi cùng với kiếm súng, Mordekaiser dường như bất tử, không thể bị tiêu diệt, trong khi hắn cứ gõ đầu tất cả các kẻ khác. Riot đã 5 lần 7 lượt giảm sức mạnh, cho đến khi kỹ năng không thể bị làm yếu hơn nữa. Bị làm cho yếu thì còn ai chơi nữa chứ? Thế là họ chuyển qua tăng mana tối đa của hắn lên, không để hắn dùng chiêu liên tục nữa. Điều này có đôi chút hiệu quả khi Mordekaiser bớt bá đạo đi nhiều, nhưng vẫn còn tiềm ẩn đôi phần hiểm họa. Dù sao đi nữa thì hắn cũng đã chuẩn bị lùi về dĩ vãng, bởi trong nửa sau mùa năm thì Mordekaiser cùng đồ long sẽ bị xóa. Bye bye, chúa tể Bonker nha! Kama là một trong những chủ lực siêu hạng ở mức giá 4 vàng. Cô ta sở hữu cơ chế kỹ năng đặc biệt, cho phép bản thân giảm mana tối đa sau mỗi lần tung chiêu, cho đến khi chỉ còn 10 mana thôi. Điều đấy biến cô ta thành một carry cực mạnh với khả năng dùng chiêu liên tục như đánh thường. Khi mà Kama còn gắn liền với bùa xanh, cô ta có thể bắn chiêu liên hoàn khi đạt đến mốc cuối kỹ năng, nên đối thủ bị những cú nội hỏa thổi cho tan xác. Tuy nhiên đó chưa phải là đỉnh cao sức mạnh của vị tướng này. Cô ta vẫn khá là vật vờ cho đến khi thần sứ được bắp sức mạnh, đồng thời chính bản thân Kama được làm lại, tăng sát thương kỹ năng, điều chỉnh cơ chế chiêu thức để ép cô ta phải đánh thường giữa mỗi lần tung chiêu. Nó lại vô tình khiến Kama không còn phụ thuộc vào bùa xanh nữa. Thế là cô ta trở thành một chủ lực siêu bá đạo với những cú trưởng siêu việt. Mỗi lần thứ ba tung chiêu có thể hô biến cả dàn sau đối thủ về miền cực lạc luôn. Hiện tại thì Kama vẫn là cội nguồn cho sự thống trị của 6 thần sứ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nếu anh em hỏi mình quân cờ nào đáng nhớ nhất trong nửa đầu mùa năm thì đó chính xác là LeBlanc. Sự kết hợp giữa LeBlanc và bùa xanh đen đậm đã tạo ra quân cờ ung thư nhất trong năm mùa giải đấu chơi chân lý luôn. Với việc liên tục kích hoạt kỹ năng với tốc độ còn nhanh hơn cả đòn đánh thường, LeBlanc tạo nên trào lưu spam quân cờ ung thư này tràn lan khắp các máy chủ, và cả Riot cũng buộc phải nhảy vào chỉnh sửa. Cô ta bị tăng mana tối đa lên, cùng với đó là tăng thời gian khóa mana. Dẫu vậy, LeBlanc vẫn cứ đi cùng bùa xanh đen đậm, vẫn cứ bị spam, và vẫn hiệu quả. Cô ta không cho các chủ lực được chơi, tạo ra sự ức chế không nhỏ cho nhiều game thủ. Thế là Riot giảm sức mạnh kỹ năng, điều chỉnh thời gian choáng xuống. Vẫn chưa đủ, cho đến khi họ giảm xuống cái mức mà gần như sát thương của LeBlanc chỉ ngang một con tướng hỗ trợ. Đến lúc này thì LeBlanc đã chính thức ra đi, không còn ai dùng đến nữa. Nhưng chắc chắn người ta sẽ vẫn còn nhắc mãi về sự bá đạo của cô ta cho mà xem. Ok, đã nói đến LeBlanc thì cũng phải nhắc đến Kayle ở vị trí nữ hoàng ung thư. Đây chính xác là quân cờ mạnh nhất trong tất cả các mùa giải, với cơ chế thăng hoa bá đạo. Một khi đạt đến lần thứ tư thì chẳng còn ai có thể đối đầu cô ta được nữa. Đã chơi Kayle là cứ tìm đủ mọi cách để cô ta sống sót. Sau 20 giây, Kayle lo hết. Cô ta sẽ thổi bay cả sàn đấu với những cơn mưa kiếm khủng khiếp. Thế là các đội hình Protect Kayle ra đời, chỉ với duy nhất một nhiệm vụ là giữ cho Kayle sống đủ 20 giây. Lượt chơi này quá khó để đối phó, vì chỉ cần một con Kayle một sao cũng đủ gánh team rồi. Dẫu Riot tìm đủ mọi cách để giảm sức mạnh, từ việc đánh vào các lần thăng hoa, giảm máu tối đa xuống còn 500, vậy mà Protect Kayle vẫn cứ ngang nhiên tồn tại. Cuối cùng không còn cách nào khác, họ làm lại hẳn cô ta, giảm rất nhiều sát thương ở lần thăng hoa thứ tư, nên Kayle đã không còn được ưa chuộng nữa. Các đội hình xoay quanh cô ta dần biến mất, còn Kayle thi thoảng mới xuất hiện trong đội hình 6 thiên thần mà thôi. Đó chính là danh sách cái tên nổi bật nhất trong giai đoạn đầu mùa năm. Anh em thấy sao? Có thể sẽ còn thiếu nhiều cái tên khác như Draven, Garen, nhưng chúng ta vẫn còn hơn 2 tháng để đồng hành cùng họ trong nửa sau mùa năm mà, nên sẽ còn rất nhiều dịp để nhắc đấy. Mình cũng muốn những anh em nào không có dịp chơi game có thể nắm được những gì đã xảy ra trong mùa năm này. Và hy vọng anh em sớm có cơ hội quay lại trải nghiệm game trong thời gian tới. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!